trung tâm tâm điểm để đưa ra những cái bằng thực hành hết sức là kết quả. Và tôi hiểu rằng cái thực hành đó trên cơ sở triết lý sâu sắc và tìm ra những nghệ pháp hết sức thích hợp. Ở đó người ta từng em đó là một chương trình giáo dục riêng biệt, đó là sự cá nhân hóa giáo dục rất tuyệt đối, tạo ra những thành công hết sức là lao động, hết sức đáng mừng. Mình rất mong là có nhiều nơi tiếp thu cái này để mà giải quyết cái vấn đề tâm lý mà càng ngày nhiều hơn ở trong xã hội chúng ta.